giới nhạc sĩ với những ca khúc tình yêu dạt dào cháy bỏng, nhạc sĩ Phú Quang đã lấy được cảm tình của rất nhiều khán giả nữ. Trong cuộc đời mình, ngoài ba người vợ chính thức, ông cũng không thể nào đếm được số người phụ nữ rung động trước mình. Ông bảo nhờ mối tình đặc biệt với một cô gái từng được phong là hoa hậu của một ngôi trường mà ông viết nên ca khúc 13 chuyện bình thường. Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Phú Quang không chỉ là một nhạc sĩ nổi tiếng với rất nhiều ca khúc mà ông cũng là một người rất là cởi mở, sẵn sàng chia sẻ rất là nhiều những câu chuyện. Có vấn đề gì về âm nhạc hỏi ông thì ông cũng sẵn sàng chia sẻ và kể cả câu chuyện đời tư. Ngày hôm nay, nhạc sĩ Phú Quang sẽ xuất hiện trong phần 2 của chuyên mục Hot Fay và hy vọng là ông sẽ có thật nhiều câu chuyện về đời sống của mình lần đầu tiên được tiết lộ. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Phú Quang, và ông có nói với lại tôi rằng là ông sẽ chia sẻ một vài câu chuyện mà hình như là chưa bao giờ tiết lộ với báo chí. Có ý kiến nói rằng là nhạc sĩ Phú Quang về hưu trong nháy nháy đấy ạ, thì gác bút không còn viết nhiều nữa. Tuy nhiên là tiền bạc và đời sống thì rủng rỉnh lắm. Không biết là điều này thì như thế nào ạ? Tôi chưa bao giờ gác bút được. Dạ. Tôi có cái thói quen là mỗi ngày cứ phải viết một cái gì đấy, nó như một cái quen. Tôi nhớ ngày xưa khi còn trẻ đọc các nhà văn rồi nhé, những ông như Lepton tôi hay là Gorky này khác, thì các ông đều có một thói quen mà rất hay là ngày nào ông cứ viết một cái gì đấy, có thể là hay có thể là không hay nhưng mà cứ phải viết như một thói quen. Thì tôi là cũng viết nhạc như thói quen để cho mình tập rèn rũa cái tức là mình tìm cách làm cho tay nó quen. Thưa nhạc sĩ Phú Quang, nhắc đến ông thì mọi người vẫn hay nói rằng là đó là một nhạc sĩ tài hoa và đào hoa. Còn ông ạ, ông nhận thấy mình là một người như thế nào ạ? Tôi thì thực ra là nói nếu mà mình dùng từ cho nó chính xác nhé, thì âm nhạc của tôi đào hoa. Tại vì có rất nhiều cô nói là em rất là thích anh. Thế tôi cứ tưởng thật là mình lại khiêm tốn, mình bảo anh có cái gì đâu mà thích nhỉ. Thì các cô bảo là em rất thích âm nhạc anh. Thế mình lại xoáy vào nỗi đau rồi. Nhạc thì làm gì có tay có chân, hôn ít cũng chả biết nữa. Thế thì thích để làm gì. Thế thì bảo nhưng mà bọn em thích thế. Đấy là các em lại xoáy vào nỗi buồn rồi. Tức là tôi chả có gì đáng để, chỉ có mỗi âm nhạc để các em thích, thì cái âm nhạc nó lại là vô dụng, chả tác dụng gì cả. Mọi người bảo là thời tuổi trẻ của nhạc sĩ Phú Quang ghi dấu ấn lắm ạ. Tức là tình trường rất dữ dội. Tôi chỉ có một cái mối tình mà rất là nhớ, là một cô bé mà lại chưa bao giờ, đến bây giờ, sau này cô lấy chồng rồi thì cô mới ấy, chứ còn cái thời mà yêu tôi thì còn chưa biết đến nụ hôn. Yêu ông và ông không dám đáp lại? Không, thì thôi. Một lần mà mình cũng chỉ chạm cái môi vào má thôi, mà cô ấy xấu hổ đến mấy tháng không sang. Thế nhưng mà thực ra đấy là một cái tình yêu. Nhưng mà cô sau này, khi mà cô buộc phải lấy chồng vì cô là chị lớn của 5 cô em gái nữa, thì nếu mà cô mà không lấy chồng thì các em gái cô không thể lấy chồng được. Mà cô này thì công dung ngôn hạnh là rất giỏi. Thì tôi rất ngạc nhiên, tôi mới nhìn cái ảnh đi làm lễ cầu hôn ấy, thì tôi mới hỏi cái cô bé em cô. Mà nói chung là cả mấy chị em cô thì rất là quý thôi, coi như mà ông anh thật. Thế tôi hỏi tại sao chị là người thông, chị là người hiểu biết thế về ứng xử mà chị lúc đi lễ cầu hôn mà lại đeo cái nhẫn của anh, mới lại mặc cái áo dài tím. Vì cô em có nói là đấy là chị nói với anh chồng là em lấy anh là vì gia đình, thế mà vì các em nó này đó. Và chắc là người chồng đấy cũng không biết là cái người mà cô gái yêu chính là ông, đúng không? Không, về sau này thì ông mới biết. Và có một lần ông viết cho tôi một cái thư thì cũng thương lắm. Ông ấy bảo là tôi biết là vợ tôi, và cũng đã nói với tôi là chỉ có biết yêu ông thôi, cô không có tình yêu dành cho ai cả, cả tôi cũng không có, cô lấy là vì trách nhiệm mà.
mình muốn là thôi, mình có gia đình, họ có gia đình thì để cho gia đình yên ổn đó. Xin được hỏi ông là cái mối tình của ông với cô gái từng được cho là hoa hậu của một ngôi trường đó thì kéo dài trong bao lâu ạ? Và khi mà người con gái đấy đi sang nước ngoài thì bao nhiêu năm sau thì ông gặp lại ạ? Sau 13 năm thì cô lấy chồng. Thì tôi tức là tôi có viết được 13 chuyện bình thường. Thế và sau này thì cô lấy chồng. Cái năm mà tôi sang Mỹ biểu diễn thì cô không đến, mà em gái đến. Thế hôm tôi đang ký đĩa để bán, tự nhiên mình thấy có cái giác quan thứ sáu là có ai đấy nhìn vào mình, thì mình nhìn lên hóa ra là cô em gái của cô. Những mối tình đi qua cuộc đời của ông thì đã làm nên rất là nhiều ca khúc. Vậy thì với cái người phụ nữ mà ông vừa chia sẻ đó thì hình bóng của người phụ nữ đó đã xuất hiện trong những ca khúc nào? Đến bây giờ bài hát nào viết về những người tình đã đi qua cuộc đời ông mà ông thấy thích nhất? Không, vì tôi đã có 13 chuyện bình thường. 13 chuyện bình thường là viết trong 13 năm mà cô ấy xa. Đó có phải là ca khúc ông thích nhất trong số những ca khúc viết về một bóng hình một người phụ nữ nào đấy? Bây giờ tôi không biết là bài nào là thích nhất được, bởi vì là ở cái bài này thì mình thấy là nó xúc động cái này, bài khác này nó xúc động cho khác. Nhưng mà đấy là những cái bài hát mà nó động lại trong mình. Thưa ông, nói về đàn ông thì nhiều người cho rằng là chỉ loanh quanh vài cái tật xấu, trong đó có cả tật sắc nữa, sắc trong nháy nháy. Tôi hỏi điều này mong ông không tự ái, nhưng mà ông có tật này hay không ạ? Tôi chả có tật gì là sắc. Tôi thích cái người đàn bà trí tuệ. Chứ còn sắc thì mãi nó cũng nhàm lên. Có nhiều người hỏi anh có thích cô chân dài không? Không, chân dài, chân ngắn thì cũng chả quan trọng gì cả. Thế nhưng mà vấn đề là cái trí tuệ thì là người ta mới có thể yêu lâu được. Người phụ nữ hiện tại thì có bao giờ phiền lòng về những cái tật xấu của ông hay không? Ôi rồi thì bây giờ là người vợ tôi thì là cũng phải chấp nhận thôi. Tức là tôi cố thì là người cũng làm ở một nơi mà nó có nhiều mối quan hệ, thế thì cô có thể nhìn thấy cái này cái khác. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi thì chỉ là thế thôi. Nếu ai yêu được thì yêu, không yêu được thì thôi. Người vợ hiện tại của ông cũng là người vợ thứ ba trong cuộc sống của ông, và rất là trẻ, và trong rất là nhiều lần thì ông cũng đã chia sẻ về người phụ nữ này một cách rất là cởi mở. Và ban đầu khi mà ông cưới người phụ nữ này, một người phụ nữ trẻ, một người phụ nữ mà có rất là nhiều những cái sự giao tiếp trong đời sống để có sẽ nhiều cơ hội, thì mọi người sẽ nghĩ rằng là từ sự hâm mộ để gắn kết hai người đến với nhau. Nhưng mà cái sự bền chặt về thời gian và lâu dài thì mọi người chưa nắm chắc được. Nhưng mà trải qua những năm tháng thì rõ ràng ông vẫn đang hạnh phúc với người phụ nữ này. Vậy thì nhìn lại cái quãng thời gian ở bên nhau thì ông thấy là cái điều gì ở mình và cái điều gì ở người phụ nữ của đời mình gắn kết nên cái tình yêu này ạ? Nói chung là này, tình yêu hạnh phúc nó là một điều khó khăn lắm. Thành ra là tôi chả dám nói gì, và tôi xin được không trả lời về tất cả những chuyện này. Vấn đề là hạnh phúc là nó phải là sự cảm thông, sự hiểu biết và cái trân trọng nhau là nhiều lắm. Và thôi, cái gì thuộc chi tiết quá riêng tư thì thôi, chứ không trả lời nữa. Quan sát thì thấy ông lúc nào cũng rất là nghệ sĩ. Vậy thì ngoài cuộc sống thì ai là người sắp xếp công việc và hoạch định mọi thứ cho ông ạ? Công việc của tôi chỉ có tôi mới sắp xếp được, chả ai có thể sắp xếp được. Vợ không can thiệp hay là hỗ trợ gì trong cái việc hỗ trợ, ví dụ như tổ chức live show hay là... Không, những cái tổ chức cái gì thì là bàn luận chơi cho vui thôi. Tôi là làm theo chế độ độc đoán từ xưa nay, là làm chế độ tổng thống chứ không có làm chế độ cán bộ lãnh đạo. Cán bộ lãnh đạo thì cần phải có công đoàn, có thanh niên, có đảng ủy. Tôi chả có ai, tôi chỉ làm theo ý mình.
Thưa ông, mặc dù là biết rằng là ông cũng rất là ngại ngần khi chia sẻ về người vợ hiện tại của mình kém mình đến 23 tuổi. Tuy nhiên là chắc là hỏi về cô con gái riêng với người phụ nữ này thì chắc là ông sẽ hy vọng là ông sẽ không từ chối. Trước đây ông có nói rằng là đây là một cô con gái rất là đặc biệt, ông dành tình cảm rất là nhiều. Mặc dù không phải là con riêng của ông, tuy nhiên là ông coi như là một người con thực sự và ông đã rất xúc động bởi vì rất nhiều cái câu chuyện về người con mà gọi mình là cha dượng. Ngoài những cái câu chuyện xúc động trước đây khi mà cô bé còn nhỏ đã dành tặng cho ông thì còn có cái câu chuyện nào khác đấy của người của cô gái này ạ? Thực ra thì bây giờ là con gái riêng của vợ tôi thì đã ra nước ngoài học rồi. Tôi cũng ít gần gũi lắm. Thế thành ra là cũng không có cái chuyện gì nó ghê gớm lắm. Thì cô vẫn là quan hệ tốt đẹp thôi. Vì đối với cô cũng nói rằng là cô vẫn biết ơn những cái gì mình giúp đỡ. Trước đây những cái lo lắng lớn nhất của ông đó chính là Trinh Hương vẫn... sau rất là nhiều năm lấy Bùi Công Duy thì không có em bé, nhưng mà gần đây thì Trinh Hương đã có một bé trai rất là kháu khỉnh. Vâng, vậy thì cái mối lo đấy của ông thì đã được giải quyết rồi đúng không ạ? Trong những cái live show gần đây thì ông luôn luôn là đưa Trinh Hương cũng như là Bùi Công Duy vào trong các nhạc phẩm của mình, và những cái tiết mục mà các con của ông chơi thì luôn luôn mang lại rất là nhiều những cái cảm xúc cho khán giả. Bởi vì là các con của ông tự nguyện và muốn ủng hộ bố, hay là bởi vì điều gì? Cũng có thể là vì khi mình mời con thì con sẽ không lấy cassette chẳng hạn ạ. Tôi vẫn trả như là nghệ sĩ bình thường, tức là giá trị như nào tôi trả thì, và tôi thì tôi không bao giờ ép ai một cái gì cả. Ngay cả với con mình, chả bao giờ mình cậy là mình là bố, nên mình bảo con phải đánh cái bài này cho bố. Tôi không thế, mà tôi chỉ thấy là đánh. Nếu mà các con đánh hay thì bố sẽ mời đánh. Thế còn nếu không hay thì có là con tôi cũng không cho đánh. Tôi có đặc biệt này. Nhưng mà trong cuộc sống thì có cần thiết phải sòng phẳng thế không ạ? Con cũng có thể giúp bố để xuất hiện trong live show mà. Không, bây giờ tôi không cần phải giúp mà. Tôi là người là từ bé là cái gì phải tự mình làm mà. Thực ra là sau này là tôi tất nhiên là tôi thấy là con hợp với bố đấy và đánh hay đấy thì tôi mời. Nếu mà tôi chỉ cần thấy là nếu mà họ bảo là họ không thích thì là tôi không bao giờ mời. Nhưng mà rất may là con tôi thì nó cũng thích đánh thật. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Phú Quang rất là nhiều vì buổi trò chuyện ngày hôm nay. Xin được chúc cho live show sắp tới của ông được thành công. Xin chúc cho gia đình của ông thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin được cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.